trong không khí mừng xuân mậu tuất của tất cả những người con dân đất Việt, Đức Tổng Du Xe Nguyễn Trí Linh đã gửi lời chúc Tết đến hết thảy cộng đoàn dân chúa với lời chúc. Năm cũ sắp qua đi, tôi cầu mong cho những áng mây đen của oán thù, thất bại, buồn phiền, rủi ro, vĩnh viễn trôi vào quá khứ, nhường chỗ cho mùa xuân mới tươi sáng, đầy ắp niềm vui, tình yêu, may mắn và phúc lộc. Cuộc sống của người Việt Nam Tôi đã đạt được nhiều bước cải thiện, nhưng vẫn còn đó đầy vẫy những khó khăn thử thách. Tôi cầu chúc cho giấc mơ ấm no thái bình được sớm trở thành hiện thực. Tôi cầu chúc cho mọi thành phần dân tộc Việt Nam mỗi lúc một nhất trí, đồng lòng hơn trong công cuộc xây dựng đất nước. Tôi hân hạnh thay lời cho hội đồng giám mục, trân trọng gửi đến mọi người lời cầu chúc tốt đẹp nhất cho một năm mới mậu tuất đang đến. Và thưa mọi người, năm cũ sắp qua đi. Tôi cầu mong cho những áng mây đen của oán thù thất bại buồn phiền rủi ro vĩnh viễn trôi vào quá khứ, nhường chỗ cho mùa xuân mới tươi sáng, đầy áp niềm vui, tình yêu, may mắn và phúc lộc. Vào ngày 18 tháng 2 tức ngày mùng 3 Tết, hàng năm tại đền Đức Mẹ Hằng cứu giúp thuộc nhà thờ giáo xứ Thái Hà, diễn ra ngày hành hương tôn kính Đức Mẹ Hằng cứu giúp. Sau giờ hành hương buổi sáng, vào lúc 10 giờ, có thanh lễ đồng tế do Đức Hồng Y Phaero Nguyễn Văn Nhân chủ sự và chia sẻ lời Chúa. Trước thanh lễ, cha du đỗ đỉnh tư giúp cộng đoàn cầu nguyện với Đức Mẹ qua giờ hành hương. Tạ ơn Đức Mẹ và dâng lên mẹ Maria quê hương đất nước dâng lên mẹ tất cả đời sống cá nhân và gia đình. Trong bài giảng thánh lễ, đức hồng y Phaero nguyễn văn nhơn chia sẻ trong tâm tình mùa chay thánh việc ăn chay cầu nguyện và làm việc bác ái là công việc cần thiết để bước vào một năm mới thành lễ kết thúc cha du xe trịnh ngọc hiên bề trên dòng Chùa cứu thế hà nội đã gửi lời cảm ơn và chúc mừng năm mới tới đức hồng y quý cha đồng tế cùng tất cả cộng đoàn trong ngày mùng 3 Tết Mậu Tuất, đức giám mục du xe Đỗ Mạnh Hùng đã lắng nghe bốn gia đình doanh nhân công giáo trong tổng giáo Phật Sài Gòn kể cho nhau nghe từ chuyện công ty đến gia đình, từ hoạt động kinh doanh đến việc loan báo tin mừng và đức giám mục du xe cũng gửi lời chúc Tết đến các doanh nhân và mọi thành phần dân Chúa trong tổng giáo Phật Sài Gòn. hòa chung trong bầu khí phục vụ ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức, cũng là ngày quốc tế bệnh nhân, tại nhà thờ chính tòa Lạng Sơn, hàng trăm cụ cao niên và người đau yếu đã quy tụ để tham dự thánh lễ do Đức Giám Mục Giáo Phận cử hành và lãnh nhận bí tích sức giàu bệnh nhân. Thành lễ được cử hành vào lúc 10 giờ sáng ngày 11 tháng 2 năm 2018. Trước thánh lễ, các cụ đã có thời giờ để gặp gỡ, chào thăm Đức Giám Mục Giáo Phận khi ngài cũng vừa trải qua một cơn bệnh phải nhập viện điều trị và vừa mới bình phục trở về. trong bài chia sẻ, đức cha Xe quảng diễn về ý nghĩa của bí tích sức dầu bệnh nhân. ngài nhấn mạnh, đây là bí tích được Chúa Giêsu thiết lập để ban ơn nâng đỡ cách riêng cho những người đau yếu và già cả về cả phần hồn lẫn phần xác. sau bài giảng, đức cha Xe cử hành nghi thức ban bí tích sức dầu bệnh nhân. ngài mong muốn từ nay ngày lễ đức mẹ lộ đức hàng năm sẽ là ngày gặp gỡ của đông đảo quý cụ ông cụ bà những người đau yếu những người bệnh tật để chia sẻ nâng đỡ nhau và nhất là được nhận ơn chúa qua việc lãnh nhận bí tích sức giàu